Cháu nội thì giỏi à. Cha nội tiếp bà nội với ông nội nè, quét lá nè, mùa thu lá vàng ghê đó. Giỏi nhất à, lá vàng ghê đó, cháu giỏi hết sức không à. Mới có 4 tuổi mấy à, làm gì nó cũng tiếp hết vậy đó. Ở nhà là thấy ông bà nội làm gì là chạy ra tiếp rồi, để con làm cho, con giúp ông bà nội cháu tôi. Hai bà cháu đang đang quét lá lá vàng rơi nè. Giỏi ơi. Là việc là tiếp chứ à. Biết lắm cô giáo dạy. Phải làm việc nhà. Tiếp ông bà. Gom nó lại. Ghê. Gom lại. Gom nó lại, gom vô. Gom vô. Chắc rồi. Gom vô cho thành đống. Gom nữa đây. Con lạnh không con? Không hả? Nó không. Mùa thu rồi, gió thời tiết hơi lạnh rồi, lá vàng rơi xuống rồi. Đây bà nội nè, hai bà cháu. Cháu đây cưng à. Đóng lá. Gom lại thành đóng lá đi. Rồi cháu. Gom lại thành đống này đây. Anh giỏi quá trời. Giỏi lắm à. Cháu có sức khỏe. Cháu nói cháu có sức khỏe, lao động có sức khỏe. Gom là đựng đóng rồi đây, đóng lá rồi. Anh giỏi không? Con lại thẳng đóng lá vậy đó. Anh giỏi quá nha anh. Hai bà cháu. Đợi dành chú bà nội, nội gom rồi nó kéo đi. Mùa thu quá thì quét lá, mùa đông thì xúc tuyết, mùa hè cắt cỏ. Quanh quanh năm mà có chuyện làm quanh năm, đâu có khi nào mà đâu có được nghỉ ngơi gì đó, mùa nào làm theo mùa đó. Tuyết mùa đông thì xúc tuyết cực hơn, lạnh thì tuyết nhiều. Có sức khỏe hả? Nó thổi mưa đi, À, nó mưa thổi là nó sẽ thổi mưa đi, trôi đi nó, nó thổi mưa đi, nó có sức khỏe, nó thổi mưa
mưa sợ bây giờ cảnh sát thì sợ mà nội bự bây giờ thôi thời sự tí xíu thôi lùa vô đây nè, cũng đóng rồi nè đó, trong này cũng đóng rồi, lùa vô đây cũng đóng rồi để nó làm phân. Bye đi con, say bye đi con. Bye, quý anh làm đi. Bye bye.